Hai xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tử. Ok, anh em chúng ta tiếp tục với kiếm ma 3D nhé. Vâng, và ở video này thì anh em chúng ta sẽ đi review về tất cả các vấn đề về cánh của nó. À, cánh trong con game kiếm ma 3D này. Như trước mắt thì anh em có thể thấy là mình đang đeo cánh khá là vàng chóe. À, kèm thêm bộ đồ mang phong cách con công anh em ạ. Đấy, anh em nào, đuôi con công, đầu đội lông con công. Nhưng mà đặc biệt là mình chơi thêm cái vũ khí bằng 4 cái đèn cầy nữa. Nhìn ngáo vãi chưởng. Nói đùa thôi chứ nhìn nó cũng hay chứ. Anh em thấy tự phối set đồ này bá đạo không? À. Vàng, một màu vàng của nó là ống ánh. Rất chất lượng, gọi là màu gold. À, màu gold sang chảnh. Thôi, nói hơi bị nhiều rồi, chúng ta sẽ vào game nào. Vào game chúng ta sẽ khám phá các vấn đề về bên cánh nha anh em. Nói chung tất cả về vấn đề cánh của nó. Ai, anh em thấy tự đẹp trai chưa? Ê, trước hết để tự cho anh em coi cái nhân vật Tử nó đang ngồi cái thế. Cái thế nó cực kỳ gắt. Ấy, anh em nhìn thấy không? Kiểu như nó đang ngồi trên cái labo mà. Đang ngồi trên cái bồn cầu mà nó không có cái bồn cầu anh em ạ. Ấy, anh em thấy không? Nhìn quá chưởng không? Thì không thể tin được luôn á. Ngồi cái tướng không biết ngồi hay không mà nhìn nó thú vị vãi. Không, nhưng mà cái đó phong cách nè. Nhớ là kiểu ngồi phong cách kiểu dân chơi kiếm hiệp phải ngồi kiểu đó nè. Ok. Đấy. Hiện tại là tự chơi cái tọ kỳ á, là bằng con rồng rồi đây. Sẽ trong trái cầu thấy không? Anh em thấy không? Con rồng bay xung quanh ấy. Ok, hơi bị lạc đề một tí. Nhưng không sao. Anh em chúng ta lại tiếp tục. À, chúng ta sẽ vào để mà khám phá các bậc của cái cánh. Này. Như từ bậc 1, anh em thấy nó yếu đuối không? Đấy. Rồi nè. Bắt đầu từ bậc 2, 3. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Mỗi bậc thì nó có một cái màu sắc chủ đạo khác nhau. Và cái độ hoành tráng nó cũng khác nhau nữa anh em đó. Hiện tại tôi mới bậc 14 à. Bậc 15 tôi làm biến nâng quá nên tôi chưa có nâng lên nè. Và trong có cánh thì chúng ta sẽ có cái vấn đề này nè. Đây là vĩ dực. độc lẹo lưỡi này mà. Linh vũ à. Cái này là giống như phụ kiện đi kèm theo cái cánh của mình ấy. Nó sẽ tăng lực chiến cho cái cánh một cách khá khủng khiếp. Tử mới làm biến là tử vừa tăng lên 3 sao rồi các kiểu nữa. Đấy. Như thử để tử cởi cái này xuống nha. À. Xong rồi tử xe lắp nó vào để cho anh em xem nha. Đấy. Đấy anh em thấy không? Cái phụ kiện đi kèm theo lực chiến nó tăng khủng khiếp lắm mà. Khá là dữ nè. À. Ở trong đây chúng ta có thể tinh luyện nữa. Đấy. Tinh luyện những cái trang bị theo của nó nè. Đấy, phụ kiện đi theo của nó. Đây tăng bậc anh em, à, tăng bậc ở bên đây. Tăng lên tới bậc cao này nó hơi lâu lắm. Đấy. Áo hỏa thì cũng giống như là đồ thời trang thôi. Đấy. Nói chung là thời trang của cánh, à, đại loại vậy. À. Thời trang cánh anh em thấy không? Rất là đặc sắc. Ở trong đây thì mình đã kích hoạt hết cái áo hỏa này rồi. Nói chung muốn mặc cái nào thì mặc thôi. À. Rất là đẹp luôn. Gọi là rất là đẹp luôn, anh em thấy không? Rất đa dạng, phong phú. Quá nhiều màu sắc để chúng ta có thể chọn lựa. Nhà để phối đồ nữa. Với lại mỗi cái cánh á, thì mình sẽ phối với set đồ hay vũ khí này nọ, nhìn nó hấp dẫn anh em. Chứ đừng có phối lung tung sờ bằng gì nó không hay. Nhưng mà kiểu phối tông xịp tông hay là muốn nhấn nhá lên cái bộ đồ này nọ đó, nhìn nó hay lắm, khá là hay. Đấy anh em thấy không? Đấy, cái cánh này vẫn chưa hết nha, còn nhiều lắm nha. Đấy, bao la cánh luôn, rất là hấp dẫn, quá đẹp. Có cánh bướm nữa anh em. Cánh này nhìn có vẻ ốm ốm sao. Ốm nhách ốm nhơ vậy. Ok, cái cánh cuối cùng. Ê lộn, cái cánh cuối cùng. Cái cánh U Minh à. Có thể là cái cánh này từ một cái nhân vật nào đó, từ U Minh của chúng ta thì phải. Nói đùa đấy.
chứ xuất phát từ con game này là bên Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam. Ok, tăng bậc tiên hồn à, cái tiên hồn là anh em có thấy hai cái xanh xanh mà nó bay xung quanh mình không đó. Cái mặc định của nó là nó bay vòng vòng vậy đó, không, cái mặc định của nó, cái mặc định của nó là nó hình dạng vậy đó anh em đó. Cái tiên hồn á là hai cái màu xanh xanh nó bay xung quanh đó. Còn cái này mình cũng có thể nâng cấp đồ này nọ cái thứ này để mà nó tăng cái lực chiến, như lại nó tăng số cái skill để mà chưa có mở nữa này đấy, thì chưa có tăng nữa. Con này là ảo hỏa tiên hồn đó. Ảo hỏa tiên hồn thì cũng giống như những cái ảo hỏa khác thôi, thời trang của cái tiên hồn đó. À, bây giờ mình thì dùng dùng đi đó, thì ra ngoài nó sẽ xoáy xoáy. Còn cái này thì nó sẽ nó cũng xoay xoay luôn, anh em có để ý, xung quanh nhân vật đó. Con này là hai rồng ha, con rồng xanh con rồng vàng bay xung quanh khá thú vị đấy, chứ khá thú vị đấy. Đấy, còn cái này thì nó kiểu giống như là sao ta, kiểu như bảy sắc cầu vồng hay đó, nó cũng bay xung quanh. Cái cuối là tử phê nhất đấy anh em thấy không, ba con rồng nó đang lượn kìa. Đẹp phải chưởng rồi, để tôi sẽ ảo hóa cái tiên hồn này ra ngoài cho anh em xem nha. Đó anh em thấy không, nhân vật nữa của mình nè, cái tọa kỵ thì là một con rồng nó xoay quanh rồi, mà trong nhân vật thì lại ba con rồng nó xoay nữa ấy, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, bên cái kinh điển chưa ấy. Tôi zoom lại cho anh em xem nha, chà đẹp chưa, lấp lánh lấp lánh không, ngầu không, quá ngầu. Các bạn thấy có tử có ngầu không, kiểu như bà Tân Vlog nói vậy anh em à, quá đẹp không. Anh em thấy tử phối cái set đồ rồi bá đạo không, nhìn tông xịp tông vãi, màu gòn nó sang chảnh à. Cái bên là thái thượng lão quân của tử này à. Cái bên là thái thượng lão quân đang đứng đây mà canh me canh chua mà sao không quánh đi ông, đúng là nhìn quái không vậy, đi theo để nhờ ông quánh đứng im đi. Nói chung mình đánh thì thái thượng lão quân mới đánh anh em mà, đấy, anh em để không đấy, chỉ còn không thái thượng lão quân không đánh mà ông nó đẹp đó chứ đấy, thấy không nè. Mà như vậy cũng hợp lý chứ, kiểu mà mình không đánh mà ông tự ông đánh này dễ gây thù chuốc quán lắm. Nó công đổ thừa cho ông nữa, tội ông. Ê, đẹp vãi chưởng, nãy phải gồng bay xung quanh đấy, hoành tráng đấy. Đây là tất cả về cánh nha anh em à. Đó là những gì về cánh anh em có thể biết được là như vậy thôi. Cho anh em quay lại một xíu à. Ở đây có những cái cánh là nó không mở được những cái kỹ năng này anh em đó, những cái kỹ năng dưới đây này nó lên càng cao nó mới mở được cái kỹ năng đó. Ở đây mình có thể lên thêm vào lên vũ để cho nó tăng cái độ vui hoành tráng và cái lực chiến của cái nhân vật của mình nữa đấy, khủng khiếp lắm. Tất cả mọi thứ gì nó tăng một cách rất là khủng khiếp luôn. Ok à, nói chung thì cái video này chúng ta sẽ review bên cánh thôi nha, để tôi làm từng phần phần cho anh em dễ hiểu dễ biết, những anh em nào chưa chơi á, còn anh em nào chơi rồi thì cũng xem cho vui. Ok à, tạm biệt anh em nha, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ, hẹn anh em vào một video khác của tự. Xin chào.